Các bạn thân mến, bên cạnh sản phẩm viên tinh nghệ sữa ong chúa thì Quê Việt còn có một sản phẩm nữa cũng rất tốt cho sức khỏe, đó chính là sản phẩm tinh bột nghệ. Và ngày hôm nay thì Hằng cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng sản phẩm này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy ra 3 muỗng cà phê tinh bột nghệ, rồi đổ vào cốc. Và sau đó thì Hằng sẽ hòa cùng với khoảng 15ml sữa tươi. Sau đó thì chúng ta sẽ ngoáy đều lên để cho hỗn hợp này được tan vào nhau. Sau khi mà hỗn hợp này đã tan rồi thì Hằng sẽ tiếp tục đổ thêm 100ml nước ấm dưới 40 độ và tiếp tục hòa tan lại thì chúng ta sẽ được một sản phẩm như thế này. Sản phẩm kết hợp từ sữa và tinh bột nghệ thực sự rất là thơm ngon và dễ dàng sử dụng. Chắc chắn rằng các cô nàng cũng sẽ yêu thích sản phẩm này giống như là Thu Hằng. Ngoài ra với những bạn bị đau dạ dày thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm kết hợp cùng với một chút mật ong như thế này. Hằng sẽ cho 3 thìa mật ong vào sản phẩm sữa để sử dụng sau bữa ăn 30 phút mỗi ngày để làm lành những vết thương ở dạ dày. Còn đối với những bạn gái mà muốn giảm cân cũng như để sở hữu một vóc dáng thon gọn thì chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm này trước ăn 30 phút, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả sau khi các bạn sử dụng chỉ một tuần mà thôi. Và hy vọng rằng với sự hướng dẫn vừa rồi của Hằng khi sử dụng viên tinh bột nghệ sữa ong chúa cùng với tinh bột nghệ thì các bạn sẽ sử dụng mỗi ngày để mang lại một kết quả tốt nhất, một làn da trắng sáng mịn màng cùng với một vóc dáng thon thả. Chúc các bạn đẹp hơn mỗi ngày.